Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên vừa có công điện số 03 về việc phát lệnh báo động liên lạc trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 18 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên điện. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên, các sở ngành, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên, mực nước trên sông Hồng hồi 17 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại trạm Thủy văn Hưng Yên là 6,46 m, trên báo động 2 là 16 cm và tiếp tục lên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát lệnh báo động 2 trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 18 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, thành phố Hưng Yên và các sở, ngành thực hiện những nội dung sau. 1. Thực hiện việc canh gác đê theo cấp báo động, tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ đầu giờ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên tăng cường kiểm tra đôn đốc việc canh gác đê của địa phương. 2. Kiểm tra, rà soát và chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương án hộ đê, phòng chống thiên tai của địa phương và của ngành. 3. Triển khai các biện pháp phòng tránh lũ, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nhất là các khu vực dân cư ngoài bãi, sông, phải có biện pháp chủ động để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, thường xuyên kiểm tra và rà soát đảm bảo an toàn kịp thời các tuyến đê bối, tiếp tục thông báo cho người dân khẩn trương kịp thời thu hoạch hoa màu, thủy sản ở ven sông, những nơi có khả năng ngập lụt, chủ động sẵn sàng và triển khai phương án sơ tán dân ngoài vùng bãi sông khi có ngập lụt xảy ra theo phương án của địa phương. 4. Cấm các loại xe cơ giới đi trên đê, trừ xe có giấy phép, xe ưu tiên theo quy định, các bến đò dọc ngang hoạt động, cảnh báo người dân không đi lại ven sông, nhất là vùng có nguy cơ sạt lở và không được đánh bắt thủy sản trên sông. 5. Kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công liên quan đến an toàn đê điều, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực và hoàn thiện các công trình đang thi công dở dang hoặc có biện pháp gia cố đảm bảo an toàn chống lũ.